kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam trung ương mất kiểm soát đối với các địa phương Nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tràn lan, nghiêm trọng và phức tạp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận công tác phòng chống tham nhũng không hiệu quả Cụ thể trong kết luận số 12 KLTV của Bộ Chính trị ra ngày 6 tháng 4 năm 2022 về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thừa nhận phòng chống tham nhũng thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao và tham nhũng lãng phí gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Một thực trạng rõ ràng nhất mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không dám công khai thừa nhận. Đó là công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng bùng tăng lên. Đặc biệt đối với các tỉnh thành, các địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng trung ương mất kiểm soát. Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Đào Vũ Việt, Bí Thư, Thị ủy Bỉm Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể một vài ví dụ mới nhất đây. Thanh Hóa là một tỉnh lớn, cách Hà Nội chưa tới 200 km. Vậy mà, báo Thanh Tra vào ngày 18 tháng 9 cho biết, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Đào Vũ Việt, bí thư thiêu ủy Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở, giao thông vận tải. Đây là chuyện mà dân Thanh Hóa gọi là kỷ luật ngược. Tức là kỷ luật rồi lại lên chức cao hơn. Qua tìm hiểu được biết, vào năm 2017, Ông Đảo Vũ Việt là giám đốc sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Vào tháng 12 năm 2017, ông Đảo Vũ Việt bị Ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến vụ nâng đỡ không trong sáng đối với hớt gơ Trần Vũ Quỳnh Anh. Lý do ông Đảo Vũ Việt đã ký quyết định bổ nhiệm bà này làm trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa, dù bà này không có chuyên môn được biết bà Quỳnh Anh là bổ nhí của Bí thư Thanh Hóa lúc đó ông Trịnh Văn Chiến. Đến giữa năm 2022, lãnh đạo tỉnh ủy Thanh Hóa đã điều chuyển ông Việt về làm bí thư thị ủy thị xã Bỉm Sơn, bất chấp sự phản đối của dư luận. Mới đây nhất vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, ông Đỗ Minh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Vũ Việt, bí thư thị ủy Bỉm Sơn về giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thành Hóa trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Điều đáng nói là trong quyết định bổ nhiệm này được ký ngay sau khi ông Đào Vũ Việt một lần nữa lại bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Xong điều quan trọng nhất lấy do kỷ luật thì được cấp trên giấu kín. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tình trạng vừa kể trên của tỉnh Thanh Hóa cho thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cẩm Cẩm Tú xử lý án kỷ luật lãnh đạo cấp tỉnh theo lối bắt cóc bỏ đĩa, vô trách nhiệm, ban hành quyết định kỷ luật mang tính hình thức, xong là xong để tùy cấp dưới, tùy nghi xử lý. Hay như mới đây chuyện cán bộ đòi lại quả cả tỷ đồng cũng chỉ bị rút kinh nghiệm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Theo đó, trong kết luận thanh tra về thực hiện các dự án công trình huyện Phú Tân, Cà Mau đã xác định có việc đòi lại quả 20 đến 30% trên tổng chi phí dự án 6,5 tỷ đồng. Có nghĩa là số tiền lại quả tới 1,5 tỷ đồng chỉ để hỗ trợ cho việc họp hành, xăng xe, tuyên truyền và ăn trưa. Vậy mà 7 cán bộ bị tố giác đòi chung chi cũng chỉ bị sự kỷ luật rút kinh nghiệm. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ cấp tỉnh bị phát hiện vi phạm nhận hối lộ tại Việt Nam nhưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm mà thôi. Trước đó vào tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo về kết luận về việc thanh tra vi phạm đất đai ở tỉnh này với tổng số tiền vi phạm lên tới gần 750 tỷ đồng. Vậy mà các cán bộ tỉnh có liên quan vi phạm đó cũng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tình trạng ở một số địa phương không chỉ rút kinh nghiệm nhiều cán bộ sai phạm, tham nhũng không những không bị truy tố mà còn được thăng chức là điều khá phổ biến. Theo giới quan sát tình hình chính trị và tờ Thời báo.Đ có điều kiện phỏng vấn và trao đổi, đều có chung nhận định cho rằng quy trình xử lý kỷ luật, quy hoạch cán bộ trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất tùy tiện, thiếu minh bạch và theo cảm tính việc kỷ luật này tùy thuộc vào sự bảo kê của ai hay thế lực nào đứng đằng sau. Chính điều đó đã khiến cho người dân ngày càng mất lòng tin vào chính quyền và nhà nước. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung tại một phiên tòa. Chế độ độc đảng tạo ra rất nhiều kẽ hở cho những kẻ tham nhũng. Trước đây thì cơ quan chống tham nhũng chờ có tham nhũng thì mới xử lý, còn bây giờ thì trung ương tỏ ra bất lực điều đó cho thấy đảng lãnh đạo đảng cộng sản việt nam chỉ lợi dụng chống tham nhũng để đấu đá lẫn nhau trong nội bộ đảng còn những kẻ tham nhũng là những người thân cận là tay chân của lãnh đạo chỉ đạo chống tham nhũng hay lãnh đạo cấp cao thì lại được bỏ qua đó là lý do vì sao tham nhũng ở việt nam tràn lan sờ sờ ra người dân thấy hết nhưng chẳng thấy ai xử lý cả đó là một trong những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng không hiệu quả càng chống thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa vậy quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thời báo .d với bản tin vì sao công cuộc chống tham nhũng ở việt nam trung ương mất kiểm soát với các địa phương quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tổng Bí thư Trọng không sang thăm Mỹ mà để Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam? Tổng thống Mỹ Biden thăm Việt Nam trong các ngày 10 và 11 tháng 9, mà không phải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bay sang Mỹ như lời đồn đoán trước đó để tiến hành ký kết việc nâng cấp quan hệ việt mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện là có lý do đằng sau của nó dù rằng có một việc cần thiết đối với việt nam hơn so với hoa kỳ lẽ ra châu phải đi tìm cọc chứ sao để cọc sang tìm châu nghĩa là việt nam cần phải chủ động sang mỹ thì hợp lý hơn tổng bí thư trọng và phó tổng thống mỹ biden trong chuyến thăm mỹ của ông trọng vào năm 2015 khi đó. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc coi việc ông Trọng không phải sang Mỹ là một thắng lợi của Việt Nam. Đó là ẩn ý gì? Và nó có liên quan gì đến câu chuyện xảy ra vào năm 2015 khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị lên đường sang thăm Mỹ thì xuất hiện một âm mưu chính biến của tướng lĩnh quân đội. Xong âm mưu đó đã bị cơ quan tình báo Bộ Công an là Tổng cục 5 phát hiện nhờ thông tin của cơ quan tình báo Mỹ. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sau đó đã được ông Trọng trả ơn bằng chiếc ghế chủ tịch nước sau đại hội 12 và đổi lại ông Quang bị mắc bệnh lạ. Bắt đầu bằng sự kiện vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo Bộ Quốc phòng bất ngờ ra quyết định cho tổ Tư lệnh Thủ đô Phí Quốc Tuấn và Chính ủy Lê Hùng Mạnh nghỉ hưu trước tuổi, trong khi cả hai cùng sinh vào năm 1957 để thay thế bằng các tướng nguyễn giãn anh giữ chức tư lệnh và tướng nguyễn thế kết giữ chức chính ủy việc nghỉ hưu của hai vị tướng chỉ huy cao nhất của bộ tư lệnh thủ đô xảy ra cùng lúc với sự vắng bóng của bộ trưởng phùng quang thanh càng khẳng định các tin đồn về âm mưu đảo chính đưa đến việc đình chỉ và quản chế bộ ba phùng quang thanh phí quốc tuấn và lê hùng mạnh đại tướng phùng quang thanh trong buổi lễ khát vọng đoàn tụ. Quyết định thay thế đột ngột tư lệnh và chính ủy quân khu thủ đô với lý do trước tháng 7 năm 2015 đã có các dấu hiệu được cho là liên quan tới một âm mưu đảo chính. Cụ thể như một là trong hội nghị thi đua quyết thắng toàn quân tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, bất ngờ Thủ tướng Nguyễn Đăng Dũng đã tuyên bố yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp. Đó là một tuyên bố được đánh giá là hiệu lệnh cho các tướng lĩnh quân đội ra tay. Đáng chú ý, hội nghị thi đua toàn quân năm đó không thấy xuất hiện của các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Phải chăng những người này đã được thông báo trước rồi? Thứ hai là vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thông tấn xã Việt Nam cũng đưa tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Pháp và gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp James, nhưng hoàn toàn không có hãng thông tấn phương Tây nào loan tin này cả. Theo giới quan sát, đó chỉ là cách ngụy trang cho việc Phùng Quang Thanh đã bị quản thúc tại Hà Nội. Và sau đó 5 ngày vào ngày 24 tháng 6 năm 2015, giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương thông báo chính thức Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh tại Pháp. Đồng thời, trên mạng xã hội cũng rộ lên tin đồn Phùng Quang Thanh bị ám sát tại thủ đô Paris Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, lãnh đạo Việt Nam không thể phải giữ mãi tình trạng vắng mặt bí ẩn của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Cho nên, tối ngày 27 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo Việt Nam buộc phải để cho Phùng Quang Thanh xuất hiện trở lại trong chương trình Giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ. Nghĩa là sau đúng một tháng vắng bóng, tướng Phùng Quang Thanh chính thức trở lại nhưng bị quản thúc tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Lúc đó, Thiếu tướng Ngô Quang Liêm Trợ lý của Phùng Quang Thanh nói với báo chí rằng, vì lý do sức khỏe, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ ở lại trụ sở Bộ Quốc phòng chứ không về nhà riêng nữa. Nghĩa là Phùng Quang Thanh đã chính thức bị quản thúc. Chủ tịch Trần Đại Quang sau đó cũng nhiễm virus hiếm gặp. Trước đó để tạo điều kiện cho Phùng Quang Thanh xuất hiện trong đêm ngày 27 tháng 7 năm 2015, trong các ngày 16 và 18 tháng 7, lãnh đạo Việt Nam đã đón tiếp Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, thành viên Ban Thưởng vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất ngờ sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm đột ngột và bất thường của Trương Cao Lệ được báo chí đưa tin là để tăng cường giao lưu trao đổi giữa hai đảng, hai nhà nước nhưng thực chất là để cứu Phùng Quang Thanh. Và sau đó Phùng Quang Thanh không hề bị xử lý kỷ luật, thậm chí tại đại hội 12 Phùng Quang Thanh vẫn xuất hiện trên đoàn chủ tịch đại hội. Qua sự kiện Phùng Quang Thanh và Mưu đảo chính bất thành cho thấy, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã sử dụng Phùng Quang Thanh để ngăn chặn Nguyễn Phú Trọng đi thăm Hoa Kỳ. Do mưu đảo chính bị phát hiện xong rất có thể đó chỉ là một kế hoạch mang tính dàn mặt của Trung Quốc đối với lãnh đạo Việt Nam mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Trọng không sang thăm Mỹ? mà để tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d